Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tony Tôn, chuyên mua bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức, vân vân. Hôm nay ngày thứ tư 31 tháng 5, em lên clip số 91, gồm có tất cả là 30 mã hàng. 100% các sản phẩm ngày hôm nay đến từ Mỹ ha nè, đến từ Mỹ nha. Toàn bộ hôm nay không có lạc qua bất cứ một cái nước nào ha. Toàn bộ đều đến từ Mỹ. Thì gồm có tất cả là kìm bấm nè, bình dầu, một cây mỏ lết mạ vàng 24k, hai cái kìm bấm nêu 100% nằm trong hộp, một set kìm của Snap-on ha, và cưa sắt và hai cái kìm điện. Rồi anh em liên hệ mua hàng xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009112, em tên Sang ha, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Đó, anh em có chốt hàng gì đó vui lòng các bạn qua số điện thoại này ha. Số điện thoại này có Zalo nha anh em. Đó, cảm ơn em rất nhiều ha. Rồi hôm nay sẵn dịp ngày hôm nay ha, em sẽ giới thiệu sơ lược về cái quá trình sản xuất các đời kìm, các dòng đời kìm kìm bấm của Virip ha. Sau đây em sẽ review đầu tiên sẽ là mã số 1. Từ cái mã số 15 trở đi ha là kìm bấm Virip nha anh em. Em review trước mã số 1 cho anh em xem ha. Mã số 1 là một cây mỏ lết mạ vàng 24k. Đó, full book nha anh em. Full book mới 100% ha. Đó. Thì cái cây mỏ lết này thương hiệu là, cái tên của nó là Hairplex 8 inch ha, do công ty Petersen Stone sản xuất ha. Đó, vàng 24k. Đó anh em thấy không, bóng lưỡng rồi ha. Đây là một cái cây mỏ lết trượt nha, mỏ lết trượt dòng 8 inch. Thì ngay vị trí này ha, nó bay cái lớp xi ngay vị trí này, nó bị nhẹ chút xíu ha anh em, bề mặt thôi, nhưng mà theo quan sát trong clip anh em cũng thấy nha ha, rất là sáng bóng và không có dấu chày dấu xước gì hết nha. Đó, cây này anh em đi co chân là hết hết bài luôn nha. Đó, ngàm trong ha anh em, ngàm trong nha, nó phủ một cái lớp gold 24k. Thì cái cây này á là cái người phủ của cái người phủ cái lớp vàng 24k này á, tên là Scott Blasting nha, là ở tiểu bang Las Vegas vào năm 1973 nha anh em. Cây này mã gold là năm 1973 ha. Thông tin thông số anh em cứ tìm hiểu ở trên Google ha, xem em có nói có đúng không nha. Đây, ngay vị trí này anh em cứ bấm Google để anh em tìm hiểu nha. Do cái người tên là Scott Blasting ha, ở tiểu bang Las Vegas, mã gon cái cây này vào năm 1973 nha. Đó, rồi cái cây này nó có chiều dài là 21,5 cm nha anh em, 21,5. Đây, 21,5 ha. Cây này anh em trưng ở trong tủ là cực kỳ đẹp luôn ha, full book luôn nha anh em. Đó, và cái hộp của nó đây ha, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, mã số 1 anh em nào chốt vui lòng liên hệ giúp em ha, em sẽ báo giá cái mã số 1 này cho anh em nha. Tiếp theo là mã số 2 ha. Anh em thông cảm nha, có một số mã ở trong clip em không báo giá ha. Thì em có để số điện thoại ở đầu clip ha, anh em cứ vui lòng ấn vào số điện thoại đó, anh em vui lòng điện thoại trực tiếp cho em, hoặc là liên hệ qua Facebook hoặc là Zalo gì đó, vân vân ha. Sau đây là mã số 2, là một cái cây kìm bấm size 5WR ha. Thì cái bao bì của cái này nó rách một phần ha anh em, nhưng mà ngay cái phần để mở cái kìm này ra là chưa có dấu hiệu mở nha, chưa có dấu hiệu mở gì hết nha anh em. Rồi cây này nó có là hai dòng cốt. Thì hai dòng cốt á là cái quá trình nó sản xuất cái hai dòng cốt này á là sau năm 1960 cho đến năm 1977 nha anh em, là cái thời kỳ của hai dòng cốt ha.
anh em lắng nghe giúp em ha. Em hôm nay em sẽ coi như là giống như là em tìm hiểu cái số dòng kiềm của Varip, nó quá trình nó sản xuất nó đời của năm ha. Thì cái cây này là hai dòng cót, anh em lưu ý nha, hai dòng cót sản xuất vào thập niên sau năm 1960 cho đến năm 1977. Cây này nó còn lớn tuổi hơn em nữa nha. Mới 100% trong hộp như thế này ha anh em, size 5 inch nha. Rồi chiều dài cây size 5 inch này là 13,5 cm nha. Phù hợp với lại những anh em nào thích sưu tầm đồ cổ đồ xưa ha. Đó. Rồi mã số cây này em không có bóc ra ha anh em, cho nên là em không có review trong ngàm nha. Mới 100% anh em yên tâm nha. Rồi mã số 2 ha, em đang để với giá cây này là 1 triệu nha. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cái cây 6LN nha. Đó. 6LN. Thì cây này sản xuất vào năm 1980 nha anh em. Copyright 1980 gốc ở phía dưới ha anh em. Anh em nhìn kỹ ha. Printed in USA ha. Đó. Sản xuất vào năm 1980 nha. Rồi cây này thì mở hộp ra được nha anh em. Đó. Sáu lợn nào ha. Cái chữ Varip này á là cái khoảng thời gian nó sản xuất từ năm 1977 cho đến năm 1989 nha anh em. Đó, cái khoảng thời gian của cái dòng chữ mà Varip ở dưới cái phần lẫy này ha. Quá trình sử dụng thời gian nó sử dụng sản xuất á là năm 1977 cho đến năm 1989 nha. Đó, anh em lưu ý giúp em ha. Mới ken nha anh em. Đó, ngàm ở trong ha. Ngàm trên ha. Chưa hề có dấu kẹp nha anh em. Rồi chiều dài là 16,5 cm nha. 16,5 cm. 6LN mỏ nhọn ha anh em. Đó, full bút luôn nha. Đây 6LN ha. Đây là cái ông mà ổng cho ra đời các sản phẩm Varip ha anh em, các kìm bấm ha. Đó. Đó, cái công năng của cái kìm sử dụng vào cái công năng gì đó và công việc gì đó ha. Nó mô tả ở phía sau ha anh em. Đó, anh em có thể cắt dây cước, có thể kẹp ốc và những con ốc ở trong ở sau phía trong ha. Đó. Rồi. Mã số 3 nha. Em đang để cây này với giá là 1.150.000 nha. Tiếp theo là mã số 4 ha anh em. Mã số 4 là một cái combo 5 cây kìm. 5 cây kìm điện của Snap-on ha. Cây này mới 100%. Em xé bao xé bịch để em review cho anh em xem ha. Đây. Đó, 5 cây. 5 cây này, 5 cây kìm điện ha anh em, chuyên dụng bên điện ha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu anh em là từ trái qua phải nha. Đầu tiên là cái cây Snap-on, mã nó là PWCH7 nha. Đó. Cái này anh em, nó có cái thông tin cảnh báo nè, Never use online circuit. Nghĩa là giống như là anh em sử dụng kìm, anh em tuốt dây điện á, là cảnh báo là anh em không có tuốt dây điện sống nha anh em. Dây điện mà nó còn, anh em chưa cập CB mà anh em tuốt luôn á là đi bán muối luôn nha. Đó, cái thông tin cảnh báo nó ghi sẵn ở trên phần cán luôn ha. Đó, USA ha, snap on. Tay này là cái tay lóc của cái kìm lại ha. Ngàm nó phía trên nè. Đó. Đây anh em bung lưỡi ra nè. Là nó như thế này ha. Dùng để anh em tuốt dây điện nha. Đó. Và anh em có thể cắt dây kẽm luôn nha. 6
trên 32 và 8 trên 32 chắc là dây 6 ly 8 ly anh em. Đó. Kìm mới ha anh em, kìm mới em chưa có test, chưa có không có ứng dụng thực tế cho anh em xem, anh em cũng thông cảm nha. Rồi. Cái này nó có chiều dài là 16,5 cm nha. Tiếp theo sẽ là cây kìm đa năng ha. Thì cây này và cây này về tổng quan bên ngoài ha, anh em sẽ nhìn thấy nó rất là giống nhưng mà thực tế nó lại là khác nha. Đó, em sẽ review cây này trước. Thì cây này nó có cái mã là BWCSS7ACF. Còn cái cây này là BWCS7ACF, có hai cái mã nó khác nha anh em. Hai cái mã nó khác ha. Thì cây này là nó có cái đầu bấm cót kẹp dây điện và cái lỗ tuốt dây, gồm có tất cả là 6 cái lỗ tuốt dây ha. 6 cái lỗ tuốt dây. Đó. Chữ USA và logo hãng Snap nó dập chìm nha anh em. Đó, cả hai mặt luôn ha. Đó. Cái đầu này anh em để kẹp cót ha, hoặc là anh em kẹp dây điện ha. Rồi, chiều dài cái kìm là 17 cm nha. 17. Đây, em sẽ review cây này. Cây này á, là nó có 5 lỗ tuốt dây điện, 5 lỗ tuốt ha. Cái kia là 6 nha anh em. 6 ha. Vẫn là hình thức á, là nó có chỗ vị trí bấm cốt và kẹp dây điện ha. Thì những cái kìm Snap mà em đang bán cho anh em ha, nó là hàng new, hàng mới. Nó rất là kiểu như nó rất bót ha. Nó cứng, anh em về sử dụng một thời gian và anh em bảo dưỡng dầu hoặc là cái chất bảo dưỡng để cho cây kìm nó sẽ hoạt động nhẹ nhàng hơn ha. Còn kìm new á là đa số là nó rất rất bót nha anh em. Anh em chịu khó sử dụng một thời gian ha. Đó là tay nắm nó sẽ nhẹ bớt ha. Rồi chiều dài. Chiều dài cái kìm này cũng là 17 cm nha, bằng cây kia. Rồi, tiếp theo sẽ là cây thứ tư ha. Cây thứ tư và cây thứ nhất nó công năng nó cũng giống luôn ha. Đây. Đây anh em lấy cây thứ nhất ra cho anh em xem nè. Mã cây thứ nhất là BWCH7 ha. Mã cây thứ tư nè. BWCHHD7 nha. Đó, khác cái mã nha anh em. Anh em đọc mã của những cái sản phẩm Snap ha. Anh em chịu khó tra Google giúp em thêm nữa ha. Vì cái thông tin ở trên Google nó sẽ đầy đủ thông tin hơn so với lại em nói trực tiếp ở trên này ha. Thì đôi khi những cái lời giải thích của em á, nó không có chuyên môn đi sâu vào cái sản phẩm ha. Do là em chỉ là một người bán thôi, em không phải là một thợ hoặc là người sử dụng những cái sản phẩm này, cho nên là cái chuyên môn á, anh em sử dụng anh em sẽ rành hơn em ha. Đó, never view online circuit. Rồi cây này nó có chiều dài là 16,5 cm nha. Hình như nó dài hơn cây kia 0,5 ha. 0,5 ly. Đó. Cái lỗ tuốt này nó to hơn cây kia nha anh em. Nó to hơn cây kia ha. Để dùng anh em tuốt dây điện nha. Đó. Rồi, cây cuối cùng là cây thứ 5 ha. Đó. Cây thứ 5, cây này size nó hơi khá lớn ha anh em. Đây. Cây này nó có cái mã là BWCS9ACF. Đó. Logo dập chìm nha anh em. USA nằm bên đây ha. Đây, anh em sử dụng ha, anh em sẽ gạt cái núm tròn này nè. Anh em gạt xuống là nó sẽ bung cái kìm ra. Thì cái cây này nó là chức năng của nó là cái kìm anh khi anh em bóp nó sẽ bung tự động nha. Tự động nó bung mở ra ha. Đây những cái dầu dưỡng của cái kìm nó còn dính ở trên đây luôn ha. Đó. Vì cut copper only anh em dùng để cắt dây kẽm nha. Đó, dây kẽm anh em đưa vào đây ha. Và anh em cắt một phát một ha.
hai cái lỗ nè, lỗ bên đây nè và cái lỗ dưới này nè ha. Còn phía phần đầu ha, phần đầu á là nó có 6 vị trí để anh em tuốt dây nha. Còn ở phía dưới này là bấm cốt nha anh em, ở dưới cùng ha. Đó, một cái kìm đa năng nha. Thì một cái combo nó nằm ở trong hộp như thế này ha. Anh em vui lòng không có liên hệ mua lẻ giúp em nha, tại vì nó sẽ khuyết cái ô ở trong cái hộp ha, nó nhìn nó rất là kỳ. Rồi cái kìm này nó có chiều dài là 21,5 cm nha. 21,5. Đó. Đây một cái sản phẩm nằm trong hộp nó như thế này nha anh em. Đó. Nó CNC sẵn những cái ô chứa kìm ha. Anh em sử dụng vào cái việc gì ha, anh em bóc vào cái ô đó và anh em lấy ra. Rất đơn giản ha. Full bốc mới 100% nha anh em. Mới 100% ha. Rồi, mã số 4, anh em nào chốt bộ này ha, xin liên hệ với em qua số điện thoại ở đầu clip nha. 0937009112, em tên Sang nha. Tiếp theo, em lên mã số 5 nha. Mã số 5 là một cái kìm đa năng, anh em nhìn không? Nhìn cái hình thức bên ngoài nó y chang cây snap màu đỏ ha. Đó, y chang ha. Nhưng mà cây này thương hiệu là Cockwell nha. Cockwell á là một cái thương hiệu con bị Snap mua lại ha anh em, là một cái thương hiệu con của Snap nha. Thì cây này á nó có tất cả là 5 cái lỗ để anh em tuốt dây điện ha. Và ở cái trên mũi của nó là có vị trí anh em bấm cốt nè. Và cái đầu mũi nhọn của đầu nhọn của nó là để kẹp dây điện ha. Đó. Thiết kế giống y chang nha anh em. Nhưng mà nó khác là nó khác tay nắm ha. Đây. Anh em nhìn trong clip ha. Giá cả của từng cây nó sẽ chênh lệch nhau nha anh em. Chênh lệch. Đó. Anh em nhìn thấy nó giống không? Trước mặt sau của Snap nó có đầy đủ ha. Còn cây Cockwell là phía trước có, phía sau không có chữ nghĩa gì hết nha. Đó. Cây Cockwell này cũng là hàng new nha anh em. Toàn bộ hàng ở bên này hôm nay em post lên cho anh em xem đều là ship Mỹ về hết luôn nha. Rồi cây này nó có chiều dài là 17,5 cm nha. 17,5 cm. Một cái kìm điện đa năng ha. Đa năng. Thương hiệu là Cockwell. Mã số 5 nha. Em đang để cái này với giá là 850k nha. Hàng new không phải hàng cũ ha anh em. Hàng new nha. Tiếp theo là mã số 6 nha. Mã số 6 là một cái cây kìm cắt. New 100% ha. Thì cách đây mấy clip ha, em lên một cái combo 3 cái kìm. Thì hầu như là khách mua lẻ ha. Khách mua lẻ size 19cm và size 21cm. Thì cái cây kìm này á, là cái chiều dài của nó là 16cm nha anh em. Dài 16cm ha. Mã của cây này là 86ACF nha. Logo Snap-on ha. Chữ S và chữ USA ha. Cả hai mặt luôn. Cây kìm này là hàng new. Đây cái trường hợp của hàng kìm new ha. Nó rất là bóp nha. Đó, anh em phải bung mở ra thử dụng thường xuyên ha, thì cái kìm nó sẽ nhẹ bớt. Hàng new 100% nha anh em, không phải là hàng đã qua sử dụng nha. Đó. Lưỡi cắt ha, nó tôi cái lớp thép ha. Gia cố cái lớp thép nó giúp cho cái lớp thép này cái lưỡi nó cắt cứng hơn ha. Đó, anh em nhìn thấy không? Hai cái lớp thép khác nhau ha. 16, dài 16cm ha. Dài 16cm. Mới 100%. Mã số 6 em đang để với giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu. Hiện tại bây giờ là size 19cm là khách mua hết rồi ha. Em còn là còn một cây size 21cm và hai cây size 16cm nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo em lên mã số 7 nha.
Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mã số 7 á, là những cái bình châm dầu mini nha. Đó, hàng mới vừa về tầm cỡ 2 ngày nha anh em. Đó, rất là dễ thương ha. Đây, thì đây là cái hộc quẹt bích. Anh em so sánh cái sản phẩm và cái hộc quẹt ha. Đó, rất là dễ thương và đáng yêu nha. Thì đây là cái bình bình châm dầu. Đó, cái tên gọi của nó là bình châm dầu ha. Thì cái bình này á, là Japan và của Nhật nha. Nhưng mà cái này á, là em ship Mỹ về nha anh em. Ship Mỹ về ha, không phải là hàng bãi nha, hàng bãi ở đây ha. Đó. Thì cái này á, nó sử dụng bằng cách á, là anh em đổ dầu vào đây ha. Và sau khi anh em đầy đầy cái bình á, anh em sử dụng bằng cách là dùng ngón tay anh em nhấn vào chính giữa của cái bình dầu ha. Anh em nghe cái tiếng như thế này nè. Đó, nó sẽ cái đít nó sẽ móp vô ha. Anh em giống như gọi là bóp đít đó. Đó, anh em sẽ bóp nó. Thì trên cái phần mũi này nó sẽ nhiễu ra từng giọt, từng giọt, từng giọt dầu ha. Không phải là nó đổ một cái ào ra nha anh em. Dầu nó sẽ nhiễu ra từng giọt. Những cái bình nhỏ như thế này ha, dùng trong tình huống là châm châm dầu chi tiết ha. Anh em cần châm ví dụ như là mặt đồng hồ hoặc là cái gì đó mà nó cần cái dầu để nó bảo dưỡng ha, thì những cái bình này là dùng trong cái tình huống đó ha. Đây, chất liệu á là nhôm nha anh em. Đó, phía trong ha, dầu á thì lúc mà em ship về nó còn bề mặt nó dính một chút ha. Em sau đó em đã lấy khăn em lau khô ra ha, thấm hết dầu ra để cho nó không có chảy ra phía ngoài. Rồi, phần đấy anh em nhìn quan sát kỹ nha, không có dấu hiệu là lủng bể, nứt, cong gì hết nha. Đó, bình còn nguyên vẹn ha. Rồi, từ cái phần vòi phía trước ra tới cái phần đáy á, là nó cao là 12,5 cm nha. Cao 12,5 cm nha anh em. Đây là bình thứ nhất ha. Rồi, đây là bình thứ hai nè. Bình thứ hai là cũng bằng nhôm luôn ha. Đó, rất dễ thương nha anh em. Đó, đấy nè, nguyên vẹn ha, nguyên vẹn. Đó, anh em thấy không, nó còn dính dầu ha. Phần đáy phía trong còn dính chút xíu. Rất dễ thương ha. Anh em đi co hoặc anh em sử dụng vẫn được nha. Rồi, chiều dài. Ê, xin lỗi nha, em đo cái này là chiều cao chứ không phải chiều dài ha. Cao là cao 13 cm nha anh em. Cao 13 cm ha. Những cái bình này mà không có tên là mấy cái bình này là của Mỹ nha anh em. Đó, không có móp méo gì hết ha. Rồi, bình thứ ba. Bình thứ ba là nó cái vòi nó ngắn hơn ha anh em. Ngắn hơn ha. Đó, phần đấy nè. Khi anh em mà đổ đầy bình dầu vào đây ha, dù cho anh em chốc ngược xuống như thế này, dầu cũng không có nhiễu ra nha anh em. Dầu không nhiễu ra ha. Trừ khi anh em bóp cái đít của nó, bóp đít như thế này. Đó, anh em nghe cái tiếng nè. Đó, thì lúc đó dầu nó mới ra ha. Đây, nó còn nhiễu ra nè, nó mới gì chảy ra nè, anh em thấy không? Đó, em lấy khăn em làm. Đó, đây cái miệng của cái bình này á, thì trong nó nhỏ ha anh em, trong nó nhỏ ha, anh em châm vào đó và sử dụng thôi. Rồi, từ cái phần vòi cho đến phần đáy là nó dài tầm 7 cm nha, dài 7 cm, bề rộng của mặt đít ha. Để em đo, quên nãy giờ em xin lỗi, em đo cái mặt bề rộng mặt đít nè. Đó, bán kính của nó là 50 mm nha, 50 mm ha. Bình thứ hai, để em đo lại bình thứ hai cho anh em nè. 45 nha anh em. Rộng 45 ha. Rồi, bình thứ nhất nè, bình đầu tiên của Nhật ha. 45 luôn. Đó, 45 ha. Rồi, đây là bình thứ tư, bình cuối nha. Thật ra là em còn nữa ha anh em, nhưng mà lâu rồi em cất tủ em không có lấy ra em đăng lên em bán. Nhiều khi đồ nó nhiều quá em không nhớ nữa anh em ơi, quên luôn rồi. Chích mới có hai mũi Covid thôi mà quên quá trời quên rồi.
đó đấy phía trong ha anh em. Nói chung là bình nào nó cũng còn sót lại một ít dầu ha, em lau thì nó cũng sót đó, phần đấy nó nè anh em, bóp đít nè đó. Rồi chiều cao của cái bình này là nó rơi vào tầm là 13,5 cm nha, 13,5. Toàn bộ đều bằng nhôm nha anh em, nghe tiếng nè. Đó, bằng nhôm ha. Còn bề rộng của mặt đít nè 45 nha anh em, 45 ha. Chỉ có cái bình thứ ba là nó rộng 50 mm thôi nha. Rồi, mã số 7 nha. Bốn bình này em để đồng giá nha anh em. Đồng giá ha là 180k một bình nha. 180k một bình ha. Thì anh em nào mà lấy cái sản phẩm nào ha, anh em có thể chụp màn hình lại, hoặc là anh em báo giúp em là số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó vân vân ha. Mà bình mini mã số 7 nha. Rồi sau đây em lên mã số số 8. Là một cái bình châm dầu, cái này nó to hơn nha anh em. Thân bằng nhôm ha. Toàn bộ là ship Mỹ hết nha anh em, không phải hàng ở đây nha. Đó, phần đấy ha. Đó, phía trong nè. Bình này còn cái chất nhôm, cái màu nhôm của nó còn sáng ha anh em. Cái này rất anh em rất dễ nha. Anh em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Anh em về anh em có thể sơn vào cái màu tùy ý nha. Sơn một cái màu tùy ý anh em ha. Rất là đẹp nha. Rồi, chiều cao của cái bình này nó rơi vào tầm là 17 cm nha anh em, 17 cm. Bán kính của cái bình này á, cái đít nó là 85 mm nha, tương đương 8,5 cm ha. Đó, nó rộng hơn, bự hơn mấy cái bình kia ha anh em. Không mấp méo ha. Nguyên vẹn hết nha anh em, không có nứt gãy bể đâu hết nha. Mã số 8 ha. Em đang để với giá là 350k nha. Rồi mã số 9 ha. Mã số 9 là một cái bình vẫn giống như cái bình số 8. Cái ấy, bình này nó có tên là của hãng Eagle nha. Eagle chim đại bàng ha anh em. Đó, cái kiểu dáng nhìn nó cũng lạ lạ ha. Đó, nó còn dính dầu trong ha nha anh em. Anh em mà yêu cái đồ Mỹ xưa ha, cái đồ cổ của Mỹ nhìn nó rất là đã nha anh em, nó rất là hấp dẫn ha. Hiện tại bây giờ là em đang có em săn hàng Mỹ là đa số nha, hàng bãi bây giờ không có đồ nữa anh em ơi. Rồi cái bình này nó cao là 14 cm nha anh em. Bề rộng của cái mặt của cái bình này 85 mm nha, tương đương 8,5 cm ha. Đó, hàng bãi không có đồ anh em ơi, bây giờ em phải săn hàng Mỹ. Hầu như là bữa giờ em săn toàn hàng Mỹ không. Đó, đây này nó có một cái dấu nhẹ chút xíu ha anh em. Đó, không ảnh hưởng gì hết nha, bị có chút xíu ha. Đó, còn lại là nguyên vẹn hết nha. Eagle, mã số 9 nha. Em đang để với giá là 450k ha. Rồi, mã số 10. Đó. Cái bình này á, nó cái phần thép của nó rất là dày nha anh em. Và cái nắp vặn này ha, nó bằng đồng. Nó cũng khá là nặng ha. Cái vòi này là bằng đồng ha. Đó, phía trong tối tối anh em khó nhìn ha. Nhưng mà dầu em nhúng vô đó em lau, em lấy đồ em chọt vô trong em lau ha, vệ sinh. Đây cái hiệu của cái bình này Pitbull. Pitbull ha anh em. Đó. Pitbull. Thật ra những cái sản phẩm này á, em mua Mỹ về em cũng hồi hộp lắm nha anh em. Vì em rất sợ cái người bán họ đóng gói hàng không kỹ ha. Thứ nhất á, là nó sẽ gãy những cái vòi này. Cái thứ hai nữa là nó bị mớp, đồ nó sẽ đè lên nó bị mớp, là rất là uổng ha. Đây cái bình này á, là nó
nhìn nó anh em nhìn nó thấy giống như cổ ha, phần đáy như thế này nhưng mà nó không có lủng nha anh em, không có lủng nứt bể đâu hết nha, tại vì em chế dầu á, em chế dầu diesel vào ha, và em ngó coi nó có nhiễu xuống dưới không ha, không có cái bình nào lủng hết nha. Đây cái bề rộng của cái phần đáy nè là 90 mm nha, 90 mm, còn cái chiều cao của nó là tầm 19,5 cm nha. Cái vòi nó cũng khá là dài, khá là cao nha anh em, 19,5 cm ha. Đó, bình còn nguyên vẹn. Về tới đây là mở cái hộp ra là hú hồn luôn, nó còn nguyên vẹn là mừng lắm nha anh em. Mã số 10 em đang để với giá 450k nha. Rồi mã số 11, nó giống cái mã số 10 nhưng cái bình này nó đẹp, mức đẹp nha anh em, và nó to hơn một chút ha. Đó anh em nhìn ha, to hơn một chút, cao hơn một chút ha. Đó. Cái phần khung cái bình này á, nó dày lắm nha anh em, nó khá là nặng nha, khá là nặng ha. Cái gì nè, mini police nhỉ, cái này giống như tiểu bang quá. Blue, thương hiệu là Blue Game ha. Thì bình dầu của Mỹ nó có cái hiệu Blue và cái hiệu Eagle là chiếm hầu hết nha anh em, hầu hết. Đó. Cái này anh em để dành anh em cầm lên anh em châm dầu là bá phát luôn nha. Đó phần đấy nè anh em nhìn không, đẹp len keng luôn ha, nhìn nó giống như inox nhưng không phải nha, này nó bằng nhôm ha anh em. Đây những cái bình châm dầu này anh em lưu ý ha, anh em muốn sử dụng ha, bắt buộc anh em đưa cái phần đáy nè, anh em chóc bình xuống, nó đầy bình nhưng mà anh em chóc xuống không có bao giờ đổ nha anh em, anh em lưu ý ha. Hoặc những cái bình lớn như thế này, lỗ nó to như thế này ha, thì dữ lắm là nó sẽ nhiễu từng giọt, còn anh em muốn nó nhiễu nhanh ha, muốn cái dầu nó nhả ra nhanh á, anh em bóp đít nè, đó bóp đít, bóp đít nó ha là nó sẽ nhảy ra, đổ ra nhiều ha. Đây cái bề rộng của cái mặt đáy á, là 10,5 cm nha, hơn chút nha anh em, nó to hơn cái bình mã số 10 nha. Rồi chiều cao là 21 cm nha, 21 cm phần đáy cho đến phần vòi ha. Mã số 11 em đang để với giá 500k nha. Rồi mã số 12, mã 12 là một cái bình châm dầu. Ê, cái này là bình gọi là bình gì ta, bơm à, bình bơm dầu nha anh em, châm khác mà bơm khác ha, bơm là nó có cò bóp nha anh em, có cò ha. Thì cái bình này nó là của Nhật nha, Japan ha, nhưng mà cái này là nó về chung với cái lô bình dầu nãy giờ em review cho anh em nha. Em về tầm cỡ như mười mấy bình ha, clip sau em sẽ lên những cái bình sai khủng nha. Đó cái phần nắp bằng nhôm nha, vòi là không có dấu hiệu cong vênh nha anh em, mớp méo ha. Phần đáy phía trong anh em thấy không, nó đen đen ha, đó là nhớt nha anh em, nhớt ha, nhớt máy. Đây cái bê tông của nó là sáng trưng rồi nha anh em, mới ken luôn ha, đó anh em thấy nhớt, nhớt nó đen đen ha, nhớt máy nha. Thì cái bình này á, những cái bình châm dầu, bình bơm dầu ha, anh em sở hữu một bình để dành để mình tra, ví dụ như anh em chơi xe đạp ha, anh em dùng để tra cái thắng ha, hoặc xin lỗi, cái sơn của mình ha, hoặc là cửa, hoặc là những cái đồ nào nó liên quan ha, để lâu ngày nó bị rỉ bị sét ha anh em, có cái bình châm dầu anh em châm để bảo dưỡng ha. Đó cái bình này phần đấy là len keng luôn nha, màu vàng hột gà ha anh em, màu vàng hột gà nha. Đó nước sơn zin còn khá bóng bẩy đẹp ha, cọ bóp nè cực kỳ nhẹ luôn. Đó rồi chiều cao, chiều cao của cái bình này là 9 cm nha, còn từ phần vòi ra phía sau là nó rơi vào tầm 13 cm nha, cái con số 13 là nó đụng vào cái vách của cái bình này ha anh em,
13 sen nha. Mã số 12 em đang để với giá là 350k nha. Đây cái phần đáy nè anh em nhìn nè. Hơn 55 ha. Ê xin lỗi, hơn 50 mm nha. Rồi tiếp theo, em lên mã số 13. Là một cái bình châm dầu, bình bơm dầu chứ, xin lỗi, bình bơm dầu của Eagle ha. Đó, Eagle. Made in USA ha. Đó, nó có dung tích là 5 OZ nha anh em. 5 OZ capacity ha. Warranty 5 years là cái này như nó bảo hành 5 năm ha anh em. Đó, Eagle made in USA nha. Bình nó sơn màu trắng ha. Đây cò bóp cực kỳ nhẹ luôn nha nè. Chữ thương hiệu Eagle nó nằm phía trong ha. Bình không mấp méo ha nè. Đó, nhớt bên trong anh em, nhớt bên trong còn dính ha. Đây cái bê tông của nó nè. Đó, nó có viên bi ha. Đây, khi anh em bóp cò nè, cái viên bi nó thụt xuống nè. Ở trong cái viên bi này nó có lò xo nha anh em. Thì trong quá trình anh em bóp cái bê tông này ha, đó, nó sẽ bơm, nó hút cái dầu vô ha. Rồi, chiều cao đây từ mí này ha anh em là 12 cm nha, hơn 12 một chút ha. Rồi từ phần vòi ra phía sau là 15 cm nha. 15. Đây phần vòi nó nằm sát mí này. Còn cái phần đáy nè. Bề rộng phần đáy là tầm 57 mm nha anh em. 57 mm. Thương hiệu Eagle made in USA ha. Mã số 13, cái bình này em đang để với giá là 600k nha. Rồi mã 14. Đây, mã 14 là một cái bình châm dầu ha. Đó. Phần đáy nè. Nguyên vẹn ha anh em. Không cấn móp gì hết nha. Bề rộng của cái bề mặt đáy là 75 mm nha. Anh em vẫn sử dụng bằng cách bóp đít ha. Đó. Vòi của nó là vòi thẳng nha anh em. Cái dung tích của nó sẽ chứa lớn hơn ha. Đây cái phần phía trong nó anh em nhìn thấy không? Sáng sạch luôn ha. Đó. Cái này chất liệu nó hầu hết là bằng nhôm hoặc là bằng đồng hoặc là bằng sắt. Thì anh em về anh em có thể vệ sinh sạch sẽ, sau đó anh em sơn cái màu tùy ý ha. Đó, giúp cho cái bình của mình nó đẹp len keng luôn ha. Vị trí này nó có một cái dấu móp ngay đây nha anh em. Ngay vị trí này ha. Còn lại các chỗ là ok hết nha. Đó, trừ vị trí này hơi móp chút xíu ha. Đó. Rồi, chiều cao của cái bình này là 18,5 cm nha. 18,5. Mã số 14 em đang để với giá 500k nha. Mã số 15 là một cái cây kìm bấm size 4 inch nha anh em. Rất dễ thương ha. Nó to bằng cái hộp quẹt chút xíu ha anh em. Đó. Hơn cái hộp quẹt bịch chút ha. Thì cái cây này á, thương hiệu là Master Machinist. Đó, mã của nó là WC4 ha. Cây này hiện tại ở trên web, ở trên Mỹ ha, bên Mỹ. Nó bán một cây tương tự, ở phần đáy này nó có chữ Made in USA ha. Cái này không có, nhưng mà cây này em về chung cái lô Mỹ nha anh em. Thép cực kỳ đẹp luôn nha. Nó sáng bóng y chang vay riết luôn nha. Master Machine size 4 inch nha anh em. 4 inch ha. Chiều dài của nó là 11 cm nha. Ngàm phía trong cực kỳ đẹp luôn, như mới chưa xài luôn nha anh em. Đó. Kiểu dáng y chang vay riết luôn ha. Đó.
trong mới kèn nha anh em. Dài 11,5. Mã số 15. Em đang để với giá 500k nha. Rồi. Mã số 16 ha. Là một cái cây mỏ nhọn size 4 inch nha. Thì cách đây mấy clip ha, em có đăng một cây. Thì cây đó em bán rồi ha. Và em mới về cây này thêm tầm cách đây 2 ngày nha anh em. Line nail nha, cái này mới ken 4LN ha. Wire rip Peterson DeWitt USA ha. Cái này cây mỏ nhọn. Đây, mã US ha, US Pháp. Đó. Nhằm trên ha anh em. Đó. Mới ken rồi nha anh em. Đem keng luôn ha. Rồi chiều dài là 13 cm nha. 13. Dài 13,5. Những cái cây mà size 4 inch như thế này ha anh em, hiện tại bây giờ ở bên Mỹ kiếm cũng không có nữa nha. Nó hiếm lắm, cực kỳ hiếm luôn. Rồi, mã số 16, anh em nào chốt cây này vui lòng liên hệ với em ha. Mã số 16 nha. Rồi, mã số 17. Mã 17 là một cái cây size 6 inch nha. Size 6 inch. Cây này là cây 6LN nha. Mỏ nhọn ha anh em. Wire rip. Cây này nó có hai dòng code, Made in USA và US Path ha. Thì cái cây này á, nó có đời là sản xuất là từ năm 1989 cho đến năm 1998 nha anh em. Quãng thời gian sản xuất của cái cây kề mỏ nhọn này nha. Cây này cũng còn đẹp lan can luôn ha. Chiều dài cây 6 inch này là 16 cm nha. Dài 16 cm. Mã số 17. Em đang để với giá 500k nha. Mã số 18. Và mã số 19 là hai cây mỏ con két ha. Hàng nêu thiếu cái hộp nha anh em. Hàng nêu thiếu cái hộp. Cây này nó có cái mã là 7LW ha. Made in USA. Đó là cái thập niên nó sản xuất là từ năm 1989 cho đến năm 1998 nha anh em. Dòng đời của cái Made in USA này ha. Đó, anh em nhìn cái mỏ thấy không? Sắc rịch luôn ha. Nước xi sáng trưng luôn nha anh em. Mới ken luôn ha. Nằm trên ha, nằm dưới nè, mỏ con két nha anh em. Thì mỏ con két này á, cái công năng của nó sử dụng là kẹp những con ốc gãy ha. Ví dụ như con ốc lục giác như thế này ha anh em, thì anh em sẽ kẹp giữ con ốc này nó như thế này. Đó. Đây. Hai cái điểm ở trên ha, nó sẽ bám hai cái cạnh của con ốc lục giác, và cái cạnh ở phía dưới nó sẽ bám ở chính giữa của cái cạnh lục giác ha. Nó giúp cho bám cái điểm nó tốt hơn và nó sẽ chống chày con ốc. Nguyên nhân á, là cái kềm này ở trong ngàm của nó là nó không có răng ha anh em. Ngay vị trí này nè,
trừ ở cái phần mũi là nó mới có mấy cái răng ha, là lúc đó anh em kẹp nó mới có dấu nha. Còn cái điểm mà tập trung ở chính giữa của cái kềm ha, là anh em kẹp con ốc nó không có dấu nha, nhưng mà vẫn bám cực kỳ chắc chắn, giúp cho anh em dễ dàng lấy con ốc đó ra ha. Rồi cây này nó có chiều dài là 18 gần 19 cm nha anh em. Dài gần 19 cm ha. Mới ken xà beng luôn nha anh em. Mã số 18 ha. Em đang để với giá là 850k nha. Rồi mã số 19 ha. Là cây size 10 inch nha anh em. Đó. Cây này nó có cái mã là 10WR ha. Đó, anh em thấy cái dòng chữ này không? Có một số anh em nó rất rất anh em rất là thích cái dòng có cái chữ The Original Sin 1924 này ha. Thì cái dòng này á là nó sản xuất vào thập niên năm 1998 trở về sau nha anh em. Trở về sau đến cái qua cái thời điểm mà Vyrip này họ bán cho công ty Erwin ha. Thì thông qua cái clip này, sau khi em giới thiệu cái mã số 19 này, em sẽ giới thiệu cho anh em một cây Erwin Made in Taiwan ha. Nhưng mà cây Made in Taiwan nó là cây sản xuất nhập qua Mỹ nha. Đó. Cây này cũng lai nêu luôn nha anh em. Phần ngàm trong nó hơi nám nám, có một hai dấu ha. Nhưng mà không có dấu cấn gì hết nha anh em. Mới ken luôn ha. Còn rất đẹp, nước xi sáng trưng rồi nha anh em. Sản xuất vào thập niên 1998 trở về sau ha. Rồi chiều dài cái kềm này là 23 cm nha. 23 cm. US part ha anh em. Mã số 19 ha. Em đang để với giá là 1 triệu mốt nha. Rồi. Cái cây Đài Loan này á không có nằm trong clip, nhưng mà em sẽ giới thiệu với anh em. Đây. Tiếp theo cái mã 19 sẽ là cây hai mã 20 ha. Là cây 7R mỏ thẳng và cây 7R mỏ thẳng của Erwin à. Đây. Anh em sẽ biết được các sản phẩm Vyrip do công ty Erwin này sản xuất tại Đài Loan. Thì nó sẽ có những cái sản phẩm nhập qua thị trường châu Á và có những sản phẩm nhập qua thị trường châu Mỹ. Ví dụ đây là một cái mặt hàng nó nhập qua Mỹ nè. Thì cái chất liệu thép và cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm này nó phải đạt được cái yêu cầu do cái bên bộ gì đó của Mỹ nó đề ra ha. Bộ Thương mại hay Bộ Công Thương, bộ gì đó, vân vân. Đây. Các sản phẩm do cái công ty Erwin này sản xuất đều không có cái bất cứ một cái thông tin số chữ chữ Vyrip, chữ Made in USA hay cái bất cứ cái mã code gì nằm ở phần lẫy này ha. Các sản phẩm của Vyrip đều có hết nha anh em. Đều có cái chữ nghĩa nó nằm ở dưới cái phần lẫy này. Dù không có code thì nó sẽ có chữ Vyrip, chữ Made in USA hoặc là chữ The Original Sin 1924 vân vân ha. Thì cái sản phẩm mà Erwin này nhập về bán cho thị trường châu Á ha, như những cây này hầu như là bán ở trong tiệm điện hoặc là các anh chị em họ bán ở ngoài lề đường ha. Thì cái chất thép giữa cái sản phẩm đó và cái cây này khác nhau một hoàn toàn 100% nha anh em. Em nếu mà em không nói gian ha, tại vì em cũng ra ngoài em xem thử cái sản phẩm, em sờ thì cái chất thép của nó khác với lại chất thép nhập qua Mỹ ha. Cây này nó về chung với lại cái cây 10WR này và thêm mấy cây nữa ha, về chung thì trong đó nó lọt vô cây này đó. Thì kềm bấm này á, là em mua lô bên Mỹ chứ không phải là em mua lẻ từng cây, cũng có mua lẻ từng cây cũng có nha anh em. Ví dụ như những cây một lẫy ha, một lẫy hiện tại bây giờ em đang giữ 4-5 cây nha anh em. Đó, cây này cũng cũng mới ken ha, 7R, cái này Erwin Made in Taiwan xuất qua Mỹ ha. Rồi, lên mã số 10, mã số 20 nha. Mã 20 là một cái cây 7R ha. Đó, vài grip nè.
Vitasen Dewit ha. Còn cái cây mà Đài Loan đó, nó không có chữ đó là nha anh em, nó sẽ có chữ này Virip The Original ha, nó dập trên này. Còn Vitasen nó sẽ dập ngay đây ha, tên của cái người thành lập ra cái kèm này ha, người thiết kế ra cái kèm. Cây này nó như nêu luôn nha anh em. Đó, anh em thấy cái ngàm không? Thánh con luôn ha. 7R ha. Hai dòng cốt nha. Hai dòng cốt ha anh em. Hai dòng cốt đó là sản xuất vào thập niên năm 1000 sau năm 1960 cho đến năm 1977 ha. Giống như mới chưa xài luôn nha anh em. Ngàm trên nè. Đó, đẹp len keng luôn ha. Ngầm trên, ngầm dưới. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Rồi chiều dài cây 17, cây 7R này là 18,5cm nha. 18,5. Mã số 20 ha. Em đang để với giá là 750k nha. Hai dòng cốt nha anh em. Rồi, mã 21 ha. Mã 21 là một cái cây 7WR nha anh em. 7WR. Cây này cũng còn rất là đẹp nha anh em, đẹp len keng luôn ha. Chữ Vidip nè, là sản xuất vào cái từ năm 77 cho đến sau đến năm 89 nha anh em. Đó, ngàm cái này cũng còn rất đẹp nha anh em. Đó, không có dấu cấn gì hết ha. Ngàm trên nè. Ngàm trên, ngàm dưới đều không có dấu cấn luôn ha. Đẹp len keng luôn ha anh em. Đây. Đó, sát luôn ha. Rồi chiều dài 18cm nha anh em. Dài 18cm. Mã số 21. Em đang để với giá 750k luôn nha. Rồi, mã số 22 là một cái cây 10 inch nha. Mã cây này là 10WR ha. Y-Rip. Đó, chữ Y-Rip phần lẫy ha anh em. Rồi cây này nó có chiều dài là 22cm nha. 22cm. Kìm sẽ có những cây đẹp và những cây xấu ha anh em. Thì giá nó sẽ có đẹp xấu ha. Tùy vào cái sản phẩm mà nó đẹp, nó xấu thì nó cũng nhiều khi em sang hàng này là hàng đã qua sử dụng. Hoặc có những số là lâu lâu là sẽ có những cây mà mới 100%, hoặc là nó thiếu cái hộp hàng hay như thế nào đó ha. Còn đa số là em săn những cái hàng qua sử dụng không nha anh em. Rồi mã số 22 nha. Cái này em đang để với giá 800k nha. Mã số 23 là một cái cây Grabman ha. Dáng y chang của Virip luôn nha. Đó, Grabman ha. Cây này nó có cái mã là 245360 ha. Y chang Y-Rip luôn nha anh em. Made in USA ha. Y chang luôn. Thiết kế y chang luôn. Ngàm cũng giống luôn. Có lưỡi cắt luôn ha. Đó. Made in USA nó dập cũng giống y chang mấy cây Y-Rip luôn. Ngàm phía trong. Đó. Ngầm trên nè. Đó. Rồi chiều dài 22,5cm nha.
còn rất đẹp nha anh em. Giống y chang bay rip luôn. Đó, cái dòng đời, cái dòng đời đời Rapman này em cũng mới lần đầu tiên săn luôn. Em cũng không ngờ là nó cái kiểu dáng nó giống quay rip. Mã số 23 em đang để với giá là 850k nha. Mã số 24, mã số 24 là một cái cây 10R nha anh em. 10R ha. Chữ quay rip nè, đẹp len keng luôn. Đó, ngàm như thế này ha anh em, rất ổn nha. Ngàm trên nè, không phải dấu cấn nha anh em, không phải dấu cấn nha. Cái này nó còn rất đẹp ha. Đây, cái chất thép của cái cây này nhìn nó giống như cái đời ba dòng cót ha. Cái màu nó giống như màu xám xám ha nè. Nhưng mà cây này là 1980 trở về sau. Đó. Rồi, cây này nó có chiều dài là 22,5cm nha. Mã số 24 em đang để với giá là 850k nha. Mã số 25 là một cái cây mỏ nhọn ha. Cái này thương hiệu là Block Dao nha anh em, Block Dao. Mã của nó là 7NN ha. Cái này đây, mã US nè. Hai cót ha. Hai cót. Block Dao. US đó. Thì cây này nó về chung với lại mấy cây, 6 cây ha. Em về cái lô đó 6 cây. Cây này có qua sử dụng rồi nha anh em. Ngàm nó cũng có dấu hiệu mòn ha. Ngàm dưới, ngàm trên nè. Đó. Cây này á, anh em tăng giảm cái độ kẹp qua thông qua con ốc này nha. Anh em tăng giảm qua những con ốc này nè. Đó. Nó lúc này là kẹp nó càng ngày càng căng ha. Đó. Và anh em siết vào nè. Siết cho nó vào trong á thì nó mới nhẹ nha. Đó, nó sẽ nhẹ. Trong lò xo nè. Rồi, cây này nó có chiều dài là 19,5cm nha. Size 7 inch. Mỏ nhọn ha anh em. Mỏ nhọn ha. Phía ngoài nó như thế này nha. Đó. Còn ở trong cũng còn khá ok nha anh em. Cái này em vệ sinh sót nè. Ở trong còn khá ok nha. Rồi, mã số 25 em đang để với giá 300k nha. Tiếp theo là mã số 26 ha. Mã 26 vẫn là một cái cây thương hiệu Block Dao ha. Block Dao size 10 inch, mã là 10CG nha. Đó, anh em nè, Set and Forget Grip Ratio ha. Là cái vị trí của con ốc mà em vừa review anh em ha. Anh em tăng giảm cái con ốc này nè để tạo cái độ rộng của cái kềm ha. Anh em giúp cho anh em cạp nó, kẹp nó cái vật nó to hơn ha. Nó lúc này không có đóng được nha anh em. Anh em phải siết vào ha, nó mới nhẹ được nha. Đó. Giống cây kia mà cái mã nó khác ha. Đâu ngay cái phần mũi nó hơi, nó có dấu cấn nhẹ đây nè anh em. Đó. Sẽ có hai cấp để cho anh em bung cái ngàm kìm ra ha. Một là anh em búng ra, hai là anh em bóp ngay cái vị trí này ha. Anh em nhấn vào là nó sẽ bung ra. Đó.
ngàm trong nè. Đó, cái này ngàm thì phía trong ok ha. Ngàm trên nè. Đó. Phía dưới ha. Cơ cấu của kềm nó khác với những cái kềm của Vigrip nha. Đó. Rồi chiều dài cái 10 inch này là 23 cm nha. 23 cm. Mã số 26 ha. Em đang để với giá là 600k nha. Tiếp theo là mã số 27. Mã 27 em vừa về một cái lô mấy cây kéo cắt tôn ha anh em. Gần chục cây. Cây này nó có thương hiệu là Swiss. Thì hàng bãi nó cũng có những cây kéo tôn này nha anh em. Những kéo tôn này ha. Đây là những cây kéo tôn của Mỹ ha. Đây con tán của nó nè. USA ha anh em. Swiss ha. Rồi những cây kéo tôn này. Đây là cây kéo tôn dành cho người thuận tay phải nha anh em. Và cái mã 28 là em sẽ review cây kéo tôn dành cho người tay trái nha. Đó. Swiss ha. M1. USA. Cây này cái ngàm là nó chất lên phía trên ha anh em. Nó cong lên phía trên ha. Nó giúp cho anh em tạo một cái thế cắt nó dễ dàng hơn ha. Đó. Kìm còn khá mới nha anh em. Khá mới ha. Còn đẹp. Vị trí này á, là nó có 2-3 cái lớp xước ha nè. Còn lại là ok hết nha. Vị trí này móc treo ha. Đó. Đây cái lưỡi của nó nè. Đó. Phần còn lại ha. Đó. Thép. Thép còn rất đẹp nha anh em. Hầu như những cái sản phẩm của Mỹ ha, cái chất thép của nó là nó rất là nặng nha anh em. Thép rất là dày ha. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái miếng tôn mỏng như thế này. Một miếng tôn này cũng khá dày nha anh em. Khá dày nha. Cái này để em lấy thước kẹp em đo cho anh em xem nè. Một phẩy ba ly nha anh em. Miếng tôn này tầm hơn 1 ly chứ. Đó, 1,2 ly gì đó, vân vân ha. Hơn 1 ly nha. Bây giờ em sẽ cắt thử cho anh em xem. Không phải là miếng tôn mỏng nha, rất là dày ha. Đây, vị trí cái mặt này chưa hề có dấu cắt nha. Bây giờ em sẽ cắt cho anh em xem nè. Một miếng đứt ha anh em, rất đơn giản nha. Đây hơn một ly, cái miếng tôn hơn một ly nha. Đó, cắt một cách nhẹ nhàng không có vấn đề gì hết nha anh em. Đó, sau khi anh em sử dụng ha, cái móc chữ U này anh em kéo lên và khóa lại ha. Chiều dài cái kéo tôn này là 24 cm nha, dài 24 cm, thương hiệu là Swiss Made in USA ha. Mã số 27 nha. Em đang để với giá là 450k ha. Rồi, đó là cây kéo dành cho người thuận tay phải ha. Và sau đây sẽ là dành cho người thuận tay trái ha. Anh em nhìn cái hai cái tay nắm nè. Nó khác ha, nó đối nghịch nhau. Và cái miếng tay khóa nó cũng ngược với nhau nữa ha. Bên đây á, là móc từ trái qua phải ha. Còn bên đây là từ phải móc từ dưới lên là qua từ phải qua trái, nó sẽ ngược nhau. Và hai cái ngàm kìm đều có cái thiết kế là cong lên trên. Đây nó ngược nhau ha. Nó ngược nhau ha anh em. Đó. Đây là dành cho tay trái, người thuận tay trái nha. Thuận tay trái. Thì cái cây này nó có thương hiệu là Husky ha. USA nha anh em. Husky này là USA chứ không phải Husky China hay Taiwan nha. Cây này nó có cái mã là P14/2 ha. Đó. Cây này của Husky. Husky. Đây.
thì người thuận tay trái ha, họ sẽ cầm như thế này đó. Thì em đây là một cái người thuận tay phải nha, em không phải người thuận tay trái ha. Thì không biết là mình dùng cái tay tay phải cắt được không, đây anh em nhìn thấy không, nếu mà mình là người thuận tay phải nè, cái kềm của nó nằm cái hướng kềm á, là cái phần lưỡi á, là nó giấu mất tiêu à. Đây anh em thao tác làm sao anh em thấy được cái phần lưỡi nó kẹp vô cái đúng cái điểm mà anh em cần cắt đó. Chỉ có quay sang đây là anh em mới thấy được cái lưỡi nó hở ra và nó kẹp, nó cắt ở vị trí nào ha. Bây giờ em sẽ cố gắng em lấy tay trái em cắt thử cho anh em xem nè. Không cắt được anh em ơi, em cái tay trái em yếu lắm, em sẽ lấy cái tay phải em ráng cố gắng em cắt nha. Ôi ôi, nó hơi ngược tay anh em ơi, khó cắt quá. Nó vô được miếng rồi nè. Cắt tay phải cắt không được anh em ơi, phải dùng tay trái mới cắt được nha. Đấy, thấy không, nó vô rồi nè. Anh em thấy không, nó đứt rồi nè. Nó vô. Nhưng mà do cái tay trái của em yếu á, em không có dùng lực lớn được, em thuận tay phải nha. Anh em cũng thông cảm trong cái phần clip này ha. Cây kéo này dành cho người tay trái cho nên là anh em dùng tay phải á, khi anh em bóp vào á là cái phần lưỡi nó sẽ bị so le nha anh em. Là lúc này là ở chính giữa nó sẽ hở ha. Khi anh em mà sử dụng đúng tay á, anh em bóp vào á là hai cái kìm, hai cái lưỡi nó sẽ bám sát vào nha. Như cây này là dành cho tay phải nè. Đó là nó sẽ sát vô ha. Còn cái cây này á là tay trái em bị đứt gân ở vị trí này cho nên cái tay trái em khá là yếu ha. Em không có dùng lực được. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái miếng tôn này nó khá là dày ha. Cho nên là em dùng tay trái em cắt không nổi nha anh em. Đó. Bỏ qua phần này nha. Chiều dài cái kéo con này cũng là 24 cm nha anh em. Husky ha, Made in USA nha. Mã số 28 ha. Em đang để với giá 450k luôn nha. Tiếp theo là mã số 29 ha. Tiếp theo là mã số 20. Mã 29 là một cái cây mỏ thẳng ha anh em. Cây này của Squid ha. Made in USA luôn nha, Squid. Cán màu vàng ha. Cái này mỏ thẳng nha anh em. Mỏ thẳng ha. Đó, phần lưỡi nó còn khá đẹp nha anh em. Cán nó còn nguyên vẹn luôn ha. Đây, em sẽ cắt thử cho anh em xem nè. Miếng tôn này chưa đứt nha anh em. Cái cây mà ngầm thẳng như thế này á, anh em có thể cắt hai tay được nha. Cắt nhẹ nhàng nha anh em. Cái tôn nó dày 1 ly 2 lần nha. Đó. Cây này á, là ngầm thẳng nha, không phải ngầm cong ha anh em. Chiều dài của cây kéo tôn này là 25 cm nha. Dài 25 cm. Mã số 29 ha. Em đang để với giá là 400k nha. Rồi mã 30 ha anh em. Mã 30 là mã cuối ha. Là một cái cưa, một cái cưa sắt nha. Đó, anh em nhìn thấy cái phần thiết kế là cái vòng bán nguyệt ha. Thương hiệu Stanley nha. Stanley USA ha anh em. Lô này lô em về lô cưa ha. Clip trước em có với giới thiệu với anh em hai cây. Thì cây này là
cây cưa khác ha, thương hiệu Stanley USA nha. Cây này nói chung là cũng còn khá mới nha anh em, khá mới nha. Cây này á, cái phần thun khung của nó ha là nhựa nha anh em, là nhựa cứng ha. Cây này là nhựa cứng. Đây Stanley, cái logo hiệu của nó nằm phía trong ha. Dùng lưỡi cưa là anh em dùng cái bản lưỡi dài là 31, anh em dùng lưỡi 31 cm nha. Cây này là size 12 inch ha anh em, anh em dùng cái lưỡi 12 inch ha. Đó, đây vị trí cái đầu của giữ cái lưỡi cưa ha, và vị trí ở dưới này ha. Anh em lấy cái lưỡi ra để thay á, anh em siết mở cái con ốc này ra nè, con ốc nó, anh em mở con ốc này ra ha. Đó, nới rộng cái con ốc này ra và anh em lấy cái lưỡi ra ha. Đó, rất đơn giản nha anh em. Và anh em kết nối cái lưỡi vào là anh em để ngay vị trí này. Đó, và anh em móc vào cái phần đầu này. Đó, và sau đó anh em xiết con ốc này lại ha. Và khi nó căng cứng ha là anh em sử dụng thôi nha. Đó, rất rất đơn giản nha. Về cái tay cầm ha, nó còn nguyên vẹn hết luôn nha anh em. Đó, thế cầm của nó sẽ như thế này ha, anh em nhìn toàn diện cái phần clip ha. Rồi cái tổng chiều dài của cái cây cưa này ha, là nó có chiều dài là 42 cm nha. Chiều dài là 42 cm. Khung là khung nhựa ha, nhựa cứng nha anh em, nhựa cứng ha. Đó, phần tay nắm nè, hình bán nguyệt ha. Nó có cái tư thế anh em cưa nó rất là dễ nha. Khung cưa bằng nhựa cứng nó khá nhẹ, anh em thao tác nó đỡ mỏi tay ha, giúp cho anh em thao tác nó lâu ha, nó đỡ mỏi. Đó, chiều dài là 42 cm, mã số 30. Em đang để cái cưa này với giá là 450k nha. Rồi, kết thúc clip ở đây ha. Đó, chân thành cảm ơn anh em đã nhấn chút thời gian theo dõi clip của em ngày hôm nay. Gồm có tất cả 30 mã hàng, trong đó có một số mã là em chưa báo giá ha. Anh em quan tâm đến cái sản phẩm nào, vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009112. Em tên Sang ha. Hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Đó, cảm ơn em rất là nhiều ha. Mong anh em cũng thông cảm cho em ha. Một số sản phẩm em không báo giá ở đây ha, có một số điều tái nhị. Mong anh em theo dõi clip, có gì anh em bỏ qua ha. Hoặc anh em nào không thích mà em bán cái sản phẩm mà em giấu giá ví dụ vậy, anh em có thể lướt bỏ qua ha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào chưa đăng ký kênh ha, nhớ là ấn đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của em ha. Rồi, em sẽ hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo vào cuối tuần này nha. Hẹn gặp lại anh em ha. Tạm biệt anh em nha.